chiếc xe buýt Nhất Sơn của công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La chạy tuyến thành phố Sơn La - Thuận Châu chậm rãi dừng vào điểm đón khách. Và đây là những vị khách đặc biệt trong hành trình ngày hôm nay. Họ chủ yếu là người dân tộc thiểu số vùng cao. Đây cũng chính là công việc hàng ngày của lái xe Trần Văn Hoàn. Anh Hoàn làm nghề lái xe buýt đã được hơn 10 năm nay. Đầu tiên mình tham gia giao thông công cộng này thì nói chung cơ bản là đều trong cái khu vực đông dân cư. Cái yếu tố đầu tiên là mình hạn chế còi đèn, đấy, hạn chế đến mức tối đa. Và khi mình chuyển làn, chuyển hướng và dừng đón trả khách ấy, thì nói chung mình phải quan sát thật tốt. Khi lên xe thì bản thân lái xe cũng như nhân viên phục vụ trên xe cũng như hành khách là như tôi là tôi nhắc nhở. Đấy, nói chung mọi người đều tuân thủ giao thông lên đón ở những điểm điểm chờ đón trả khách công cộng. Đấy, nên mình cố gắng làm dù tỉnh miền núi phía Bắc nhưng cố gắng là thực hiện như thế để dần dần nó vào cái lề cái lếp. Đấy, thì nó trở thành một cái văn hóa chung. Thì dẫn đến là văn hóa chung của giao thông thì nó văn minh. Anh Hoàn chia sẻ, lái xe buýt vùng cao có rất nhiều đặc thù và cũng rất gian nan, vất vả. Hiện đường xá đi lại đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cách đây ít năm, đường chưa được nâng cấp, nhỏ hẹp và xuống cấp, vực sâu thăm thẳm. Lái xe phải đối mặt với nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đó là kinh nghiệm rèn rũa người lái xe khi tham gia giao thông phải an toàn, đặt tính mạng con người là trên hết. Mặc dù chúng tôi là một tỉnh miền núi phía Bắc, đấy, nó có những cái đặc thù riêng, nên là chúng tôi cố gắng làm sao mà phát huy được cái nền văn minh đi xe công cộng nó tốt nhất. Còn cảm nhận của tôi thì nói chung là tôi rất là vui mừng khi cái thành quả đóng góp của mình ấy, cũng như của tập thể ấy, mà được nhận cái giải như thế này. Thì nói chung là tôi rất phấn khởi. Trách nhiệm của mình lái xe là phải đi an toàn trên đường và tốc độ không vi phạm, rồi là mọi cái trên đường không vi phạm luật giao thông và đón trả khách đúng quy định, đi đúng giờ, đúng tuyến. Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La cho biết, lái xe buýt vùng cao khá gian nan, vất vả. Mỗi hành trình lưu thông thường có chiều dài từ 70 cho đến 80 km. Với tình trạng đèo dốc quanh co gấp khúc, lái xe nếu lơ là, bất cẩn có thể dễ dẫn tới tai nạn giao thông. Thường xuyên liên tục tuyên truyền giáo dục cho lái xe để làm nào đó là cái nhất là chấp hành tốt, nghiêm túc các cái quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải. Thứ hai đó là cái tuyên truyền giáo dục để người lao động làm nào đó là nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cũng như là của mỗi phương tiện để là cạnh tranh với lại cái loại hình vận tải khác trong trên thị trường để kinh doanh hoạt động là có hiệu quả và đảm bảo an toàn. Nên do đó có thể nói là trong thời gian tới đây là một cái nhiệm vụ rất là nặng nề. Song song với lại cái công tác đảm bảo an toàn giao thông thì đó là đây là một cái áp lực rất là nặng nề đối với doanh nghiệp, người lao động. Xuân đã về trên những nẻo đường vùng cao. Mùa xuân chỉ đến và chỉ tới khi người lái xe buýt làm việc có trách nhiệm với bản thân và với xã hội.